Rồi, rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Chúc mừng anh em là một sản phẩm vang số đến từ thương hiệu Bát Kỳ Hậu, có model là đẹp cả 3000. Em cũng test và giới thiệu và đồng thời gửi đến luôn cho một anh khách ở trong Trà Bom của tỉnh Đồng Nai nhé. Anh đã chốt cho em trong tối ngày hôm qua. Như đã biết thì cái lâu này của em thì có 12 em thu ở phòng hát ra với tình trạng máy rất là đẹp anh em nhé, máy rất là đẹp. Và em này đặc biệt là có cộng quang, có hai group mic riêng biệt, giữa một hai là group chung và riêng đường ba là một đường mic độc lập, và có phần mềm đầy đủ sử dụng bằng tay 100% đều được anh em nhé. Đấy, anh chị em nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với bên em, và bên em đang bán ra với cái giá cực kỳ là tốt anh em nhé. Giá chỉ 2 triệu đồng tặng kèm dây jack ga lông và bao ship cho anh em nào chuyển khoản đủ với anh em nhé. Code thì em không bao ship, tại nguyên tắc của bên em thì vẫn như mọi lần thôi, khi anh em đã qua mua code thì là không hỗ trợ tiền phí ship anh em nhé. Đấy, em này thì có một cái điều lợi thế là anh em có thể dùng trực tiếp bằng cổng quang được nhé, optical này đó, anh em bằng cách là chuyển input để chuyển về cái đường cổng quang hoặc đường BMG hoặc đường AUX, em đang sử dụng đường AUX nhé. Còn đây là các cái volume to nhỏ của ba cái hiệu ứng effect mic và music nhé. Đó, anh chị em nào mà chưa biết cách sử dụng thì có thể báo em gửi lên hoặc lên YouTube gõ cách sử dụng vang phát theo DAK 3000 thì em vang này rất phổ thông nhá, nên là rất là nhiều anh em cũng đã có những cái bài chia sẻ review đến cách sử dụng của nó. Còn anh em nào mà cần phần mềm thì cũng có thể báo với em, vì em này riêng mã 2000 này thì nó sẽ có hai phần mềm nhá, em này là V2.2 thì em sẽ gửi đúng phần mềm cho đó, không thôi là sẽ không ăn được đó. Góc cạnh máy móc anh em nhìn gần như là mới nhá, không sơn tút, và tất cả các sản phẩm bên em thì được bảo hành miễn phí 100% trong vòng 6 tháng đầu tiên nhá. Đó, ngoài 6 tháng thì bên em vẫn hỗ trợ để cho anh em yên tâm sử dụng được chưa, vì ngoài các cái sản phẩm bên em bán ra thì bên em vẫn đang tiếp nhận sửa chữa tất cả các cái thiết bị audio từ vang số, âm ni, hàng nội địa bãi Nhật, đó, các cục main, cục power, cục đẩy, micro, bên em đều hỗ trợ sửa chữa được. Nên là anh chị em nào mà đang vướng mắc đến các thiết bị audio của mình thì có thể liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0981 956 486 anh em nhé. Em xin lời gửi lời cảm ơn đến anh khách ở trong Đồng Nai đã tin tưởng và ủng hộ, và bây giờ thì em check qua cái tiếng mic để gửi đến cho anh em nhé. Lê 6 1 2 này, hiệu ứng thì anh em có thể thích ngắn dài, thích MC. Lê 1 2 5 6 Lê 1 2 thì cái lối phần mềm ở phía sau anh em nhé, đây là cái đường mà nếu như anh em có cái thu vào Bluetooth ấy, anh cắm vào đây thì là trọn vẹn luôn cho con vang, vừa bắt được Bluetooth cũng như là cổng quang, được chưa? Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Anh em đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ kênh bên em ạ. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Giá 2 triệu anh em nhé.